thì nha. Đi rượu đành. Xin chào chị Lành nhá, xin chào toàn thể quý chị. Cảm ơn quý chị đã ủng hộ mình lần like quý chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. À, chị Lành em xem giúp con VN VDF 21 NLG giữ hay bạn. Ok chị. VDF. VDF là của chị là vùng giá 21 đã đánh dấu cái vùng giá 21 này. À đúng rồi. 21 đây. VDF giá 21. À mua hỗ trợ 21. À mua vùng 21 là cũng là vùng hỗ trợ Fibo đấy. Mua vùng 21 là vùng hỗ trợ Fibo, hỗ trợ về giá, hỗ trợ về mây quanh quanh khu vực này là cũng đúng chiến lược đấy quý chị. À, mua kiểu kiểu này là đúng chiến lược, đúng chiến lược mua trong suất tăng lâu đấy 27%, ổn ổn áp vùng mua, tức là em chi là ổn, em chi là ổn. Nhưng cái vấn đề là gì? Đối với cổ phiếu này ấy, thì hiện tại giờ cả nhóm ngành thì nó đang gặp khó khăn về dòng tiền. Chúng ta muốn lên được là phải có tiền mới lên được. VDF này, chứng khoán dòng Việt này, xem dòng tiền nó vào không. Dòng tiền nó đang ở cái khu vực mà gọi là suy yếu này, nó rơi vào mục suy yếu rồi. Tức là hiện tại bây giờ là nó đang gặp khó khăn về tiền, nó gặp khó khăn về tiền. Cái vùng giá này là vùng giá đẹp rồi, nhưng mà để lên được nó phải có tiền nó vào, thì hiện tại tiền nó đang gặp khó khăn, như vậy nó cần phải tích lũy thêm quý vị. Tích lũy thêm thể hiện ngay trước mặt đây là một cái lù lù trước mặt, có khả năng nó sẽ lên trên vùng 22, 22 này nó lại điều chỉnh quanh quanh quẩn luẩn quẩn khu vực 22, cản ngay là vùng 22 đây, Fibo này cản trên là cản giá trị là vùng 22.3, 22.3. Thì con này bây giờ thì chúng ta vẫn cứ giữ nó. À, ta vẫn có giữ nó, và nếu mà lên trên vùng 22.3 thì chúng ta xem 22.3 này, xem xét này, nếu mà lên trên vùng 22 này nhìn nó trực quan nói nó không rồi, vùng 22.3 nhá, nếu mà lên trên vùng 22.3 mà dòng tiền nó không lớn hơn trung bình 20 phiên hoặc 30 phiên thì chúng ta bán. Được chưa? Lên trên vùng 23. Nó kèm theo vôi nhá, lớn hơn trung bình 30 phiên. À, lớn hơn trung bình 30 phiên đi. Đó. Thì chúng ta giữ, còn nếu không là chúng ta bán. Đấy đặt cái kịch bản là nó không lớn, không có vòng dòng tiền không vào đi, thì con này nó sẽ có khả năng điều chỉnh xuống đây, khả năng điều chỉnh xuống đó. Được chưa? Để xem có được dòng tiền không vào nhé. Đó, thì nó xuống đây là cái vùng 20 thì chúng ta gom lại, và cái thời gian để chúng ta đạt được cái việc này thì trong tháng 10 này, tức là khoảng là 2 tuần nữa. Đó. Loanh quanh cầm cái mã này, xác định là đoạn này là bao nhiêu đây, đoạn này là đây là 20, chắc là 1 tuần nữa, 1 tuần nữa cái đoạn này là 1 tuần nữa. Tầm này tuần sau à, tầm này tuần sau nhé, tầm này tuần sau có vùng 22 tiền không vào bán. Dạ. Còn 1 tuần không điều chỉnh xuống vùng 20 đó. Dạ.
mà rơi xuống vùng 20 này mà nó lằng ngoằng mà tiền không vào nữa, nó thủng đáy rơi đáy này đúng không? Thủng đáy cũng hơi khó. Đấy, giả dụ trường hợp thủng đáy, giả dụ cái vùng, nếu mà quý vị mà rơi xuống vùng này có mua hay không thì quan điểm nhau là vùng này vùng bắt nhé, ngoài vùng bắt, và bắt chúng ta là hai điểm này, cái vùng đây là loanh quanh cái vùng vùng đáy này đó. Đây là cái signal màu khác nhé, đây signal màu khác, signal màu, màu xanh này, đây là bắt nhá. Bắt thì chúng ta bắt loanh quanh ở khu vực vùng này đó, tức là nó phải đi ngang độ khoảng độ vài phiên tới thì xong rồi chúng ta bắt lên trên này, bắt lên trên này, và nó lại khi mà nó tạo một cái đỉnh ở trên này đúng không, thì nó điều chỉnh chỗ này cầu lên trên vùng 24, cầu trên vùng 24 để đúng không? Đó là hai chữ nồi nhá. Nếu hiện tại mà chị có chú ý vùng 23, nếu mọi người chưa có ấy, mà đến khoảng độ cuối tuần sau hoặc là đầu tuần sau nữa, nó đang quanh khu vực này nhập. Tuần sau nữa nhỉ. Đó. Cái giải trong trường hợp mà nếu mà nó không xuống đây mà đầu tuần sau mà nó lại màu khác đi, cho màu đỏ đi, giải trong trường hợp mà nó lại loằng ngoằng thế này thì đây là điểm mua của đầu tuần sau, tức là phải 2 tuần nữa để hướng đến mục tiêu là lên trên vùng 24, để chú ý nhé. Được chưa? Đấy, vẽ này để quý chị có thể là quan sát thêm về ở đây có ba cái kịch bản xảy ra đối với mã HPG. Nhưng mà kịch bản của em ấy đối với góc độ của chị là xu hướng tăng nó đang khoảng 25%, nên cái vùng 23 là cái kịch bản nó dễ xảy ra hơn, nó dễ xảy ra hơn 23 là chỉ thoảng. Nhưng mà chú ý dòng tiền này, nếu mà dòng tiền là lớn thì chưa thoát vội đâu, đó chưa thoát vội, hoặc là tỷ trọng nó cao thì thấp một nửa, nó liên quan đến cả cái tỷ trọng vốn của quý chị nữa. Bởi vì rủi ro khi nó sọc xuống đây, còn nhóm chứng khoán nó mang tính thị trường khá là mạnh, thường thường á nếu mà các ngành khác mà nó không dập được là nó dập vào nhóm chứng khoán, bởi vì nhóm chứng khoán nó sẵn cổ phiếu sẵn hàng rồi đúng không chị, tạo lập thị trường sẵn của hàng nó dập xuống. Ok nha. Rồi. NLG 40.6 giữ hay bán? NLG. Giảm mạnh đang bị rơi gọi là giảm mạnh bất động sản, này đó quý vị nhớ cái bạch đó, cái bạch là bạch số vùng 39, bạch là vùng 39 mất một giá nó 39, ở dưới này là vùng 37, đây là khung đồ thị tuần. Vùng 39 là cái hỗ trợ. Đây, vùng 36 là hỗ trợ về 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 giá 26 này. Hơi sâu nhỉ, 8. Mà kháng cự ở đây là có 2%. Xác suất tăng thấp hơn xác suất giảm. Hơi khó nhỉ. Đây là đồ thị giờ nhá, đồ thị giờ thì cái vùng này là cái vùng mà cũng hơi bị khó khăn được cái gì, tức là khi nó giảm sâu lên một mức độ nào đó mà người ta sợ, người ta không dám vào, và sợ không dám vào nữa thì lại phải chờ một cái dòng tiền lớn, chờ dòng tiền lớn xem cái đường đường giá cổ phiếu này như thế nào. Dòng tiền này đang ở cái khu vực mà nó gọi là nó bắn nó quá xa không chị, đúng không chị? Thường thường là nếu mà để mà đẹp gom đẹp cái vùng gom đẹp này, chúng ta chia đều ba cái này ra,
Chia đều ba cái này nha, chia chia nhỏ nha. Đó, thì cái vùng mua của nó là ở đây. Đó, vị vùng mua của nó là có thể là lại chia nhỏ thêm cái này ra nữa. Đó. Thì đây là vùng mua của chúng ta. Thì bây giờ nó đang ở bán bắn nha, quá xa rồi. Bắn nó quá xa rồi, bị gọi là bị hơi bị quá đà rồi cái gì. À, hơi bị quá đà rồi thì giờ mà nó ngoặt ra đây. Cái dòng tiền này nó phải chui vào cái ô này. Hoặc là chui vào ô này. Đúng không? Hoặc là tóm lại nó phải chui vào cái ô màu đỏ này. Nó chui quật vào trong màu đỏ này thì chúng ta nhận sau. Cái dòng tiền này là cái dòng tiền chúng ta vẫn có khả năng là sẽ hồi. Rồi. Nếu mà quý chị mà cân đối được tài khoản thì vẫn có thể là giữ được. Cân đối được nạp vẫn có thể đang giữ được. Đó. Giả dụ đây cái vẽ xu hướng này nè. Đây đây, em vẽ cái xu hướng nó hơi bị tiêu cực một tí bởi vì xu hướng nó cũng đang là xu hướng giảm mạnh. Đấy, quý chị cân nhắc nhé. Tức là cái vùng mà vùng mua của nó sẽ có gần ở đây này. Đó. Gần mua ở đây. Nên nếu mà quý chị mà mua thì đây xét trường hợp nó hơi hơi xấu một tí. Tức là cái vùng này cái vùng mà vùng cản khá là mạnh này, cái vùng lòng ngoằng này. Đống hàng trên này, cái mây này hơi quặp xuống này. Như vậy là chúng ta có thể là về thường nhóm chứng khoán nó đi rất là nhanh. Nó thọt cái trong khoảng 1 2 3 phiên thôi. À, thì cũng sống nhá. Đó, nên như chị không phải phải bình tĩnh cân đối được nát cái nhìn sau này bật nổi lên đúng không, phọc đây này đó, nó sẽ phọc xuống đấy luôn, nhưng mà sao bật thẳng tương luôn đấy, nên cái thằng thằng nhóm bất động sản có cái đặc điểm của nó là như vậy, bật thẳng tương lên và nó bật thậm chí nó xuyên phá cái từ trên này, nó điều chỉnh này đó, nó lòng hoàng khu vực này chán rồi. Bắt đầu này rồi nó lại lên lên xuống xuống đầu vài vòng này. Vài vòng này đó đấy, cho nên nó bị sideways ở cái khu vực này, cái khu vực này là cái khu vực mà đoạn này là đoạn cái đoạn này là đến tháng 12 đúng không, đây đây đây, đây là tháng 12 đến tháng 12 nó mới lên đó. Đấy. Nó lên thì nó lên đến đâu, nó lên đến đâu đúng không, cái đỉnh này móc cho này. Mõ ở trên này nếu mà dòng tiền nó vào thậm chí nó còn lên tận vùng 46. Đây nếu mình xét dòng tiền nó có vào nhá. Dòng tiền tức là cái volume của nó chị. Hiện tại volume nó đang ở vùng này thôi. 46 luôn. Được chưa? Cuối năm. Nên là cơ hội của mã này là cái mã cũng có nhưng mà để cuối năm. Đấy. Tại sao thế, bởi cái đồ thị tuần nó vẫn đang còn thắt chặt, đoạn đoạn này nha, đoạn cái đoạn mà nó cắt ở đây, nó cắt ở đây là đoạn trung tuần 2 của tháng gì đầu tháng 12 đây này. Đầu tháng 12 là nó ở khu vực này, là hai cái đường tương lai nó cắt nhau ở đầu tháng 12. Thế nên chú ý giúp em là nếu mà tạo đỉnh tháng 12, đỉnh tháng 12 thì khả năng nó lên trên vùng 46 này. Đây là cái đỉnh này. Đó. Thế nếu quý chị cân đối được thì có mình có thể là đoạn đấy nó lòng ngoằng nó dài 1 tháng ấy. Thì bán đến 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 cuối tháng đầu tháng 11 thì chúng ta mua lại. Nơi dễ nó đảo chiều xuống dưới thọc lấy thanh khoản. À, với chị mà đánh đánh theo một trường phái khác ấy, thì cái cây nến này là cây nến FVG đây này, vùng Follow Gap này, thì cái vùng này lại là vùng mua này, những cái người theo trường phái dòng tiền thì chỗ này là mốc này, cái cây nến này nó đến vùng này là mốc này, đó, đây này, cái cây này là cây nến này. Cái này này quý vị, cái này này
Cái nến này là cây nến kỳ này, họ sẽ mua ở đây này. Đấy. Chưa? Mùng 38 này. Cái đấy là cây nến kỳ này. Đấy. Khi mà giá điều chỉnh xuống đến cái vùng cái nến này là mấy ông là múc mạnh, tức là thị trường này, quan điểm góc độ của em mình ấy, thì thị trường nó không có một cái phương pháp nào nó đúng 100% mà nó tăng chuẩn sản xuất, và nó có sự điều phối của dòng tiền, tức là dòng tiền luân chuyển từ cái trường phái nọ sang trường phái kia. Ví dụ như bên em là trường phái Ichi đúng không, có những trường phái theo mường A, có trường phái MMC, có trường phái theo ITC, rồi trường phái theo quay cọ, trường phái theo volume mất vai, trường phái theo nhiều lắm chị. Tóm lại là bây giờ thì cái thị trường đúng không, nó tiền nó chỉ có vậy, thì nó sẽ chia cho mỗi trường phái một giai đoạn khác nhau. Và cái giai đoạn này tôi chia cho ông Ichimoku một ít đấy, đúng không, giai đoạn sau tôi lại chia cho ông Wacom một ít đúng không, giai đoạn tiếp nữa tôi lại chia cho cái ông mà đi theo volume advice một ít, tức là nó sẽ chia tiền đều, làm sao để cho giữ tiền cho những nhà đầu tư chúng ta, tức là luôn luôn kỳ vọng. Thế nên thường thường là như vậy, thế là không không đi tìm một cái chén thánh nào cả, bởi vì tạo lập người ta chia tiền cho những cái trường phái khác nhau để giữ chân người chơi đó. Ông nọ thì đá ông kia loanh quanh luẩn quẩn là vẫn nằm trong tay Bồ Tát không ý. Thế nên là chúng ta ở cái đoạn nào chúng ta biết giai đoạn đấy thôi à, chứ không chê cái đoạn nào. Ví dụ em theo Ichi thì nhưng mà em không chê giai đoạn khác, bởi vì giai đoạn này là cái giai đoạn mà Ichi không kiếm được ăn thì à, đúng không, chế có giai đoạn kiếm được ăn đó. Ví dụ ông chỉ chuyên chơi MA hoặc là cái gì đó trường phái khác thì ông cũng chỉ được một giai đoạn nào thôi, sau này mặc cờ mặc kẹp nó sẽ điều chỉnh sang ông ăn đủ rồi tôi chuyển tiền cho ông theo trường phái khác đúng không. Thì bây giờ có một trường phái mà tôi ăn tất cả các loại thì chơi với mà đúng không nhỉ, rồi phải có người thắng người thua nhỉ, đúng không đấy. Đấy, vấn đề là như vậy, quan điểm góc điện góc góc nhìn cái tâm thế nhảy vào thị trường là chúng ta phải hiểu là như vậy, không có phương pháp nào nó ổn cả, quan trọng là sự nhuần nhuyễn uyển chuyển giữa các loại, không dập khuôn quý vị nha. BGC mua được không em? BGI đó, BGI. VGI. Việt Theo. Cái cổ phiếu này chửi về đấy, cái này. Đúng vậy thôi nhưng mà. Quốc tế. À, quốc tế. Cổ phiếu này có mua được không thì thực sự là để mà nói nha, nói cổ phiếu này chúng ta xét về cái dòng tiền của nó, có những cái dòng tiền rất là mạnh, tức là có một cái đội nào đó có dòng tiền rất là mạnh chuyên đánh cổ phiếu này, thể hiện ngay ở cái việc mà nó đi đường giá của nó rất là gì nha. Đó. Đường giá này cái gì, cái đợt em đây, cái đợt em bắt chỗ này lên chỗ này bán non, sau đi ngang đây ngang nó phải này nhặt đây, đây là bán non bán bắt đầu nhảy chỗ này. Đấy, quý vị trong zoom của anh em, trong zoom của team thì cái anh chị theo theo dõi anh biết này, bán nhà đoạn này rồi không có thể vào ấy, không vào được nữa, thế mới vô láo chị không dám vào luôn nên tại thác trên này. Đấy, quý chị dính ở trong dòng VIP của anh em team là bị dính cái trường hợp con này, mà chính cái con người là em VIP đó, ăn hai nhịp một nhịp đoạn này xong rồi bán này, xong rồi này, sau bên này bán này. Đoạn này là bán này. Đéo lá trong khung thì vào nữa. Láo ghê con này xong rồi đâu. Nó vào rồi vào này xong đỉnh. Lên phá ở trên này. Nhục, bách nhục con này luôn. À, thế lên lên cái trường phái mà cái cổ phiếu này chắc chắn là sẽ có một cái đội nào đánh con này nét đấy. Phục xe đó luôn cái gì. Mà khả năng là mà diễn cho nước ngoài. Bây giờ vào được nữa không quý chị nhé, bây giờ con ra xem dòng tiền này nó lọng hoàng cua này đúng không, về xem dòng tiền là bố này chưa vào được này đúng không, bố này chưa vào được rồi. Về đường giá thì kệ nó, cái đường giá thì thể hiện nó
cái đường giá là cái đường giá này 100, phải đúng bạn này, cái đỉnh này thậm chí 100 cổ phiếu nó vào đỉnh đó. Đây là tín hiệu một cái chiến thuật về Ichi nó vượt mây, nó vượt lên là cũng có tín hiệu vào rồi này. Đấy, có nhiều cái chiến lược khác nhau, chiến lược vượt mây là đoạn này đang điểm vào này, cái mũi tên đúng không chị? Đó, cái mũi tên này à, thì đây là chiến lược vượt mây. Thế thì vào mã này thì thực sự là à, nhưng cái vấn đề là cái vấn đề ở đây nó là cái gì? Nó rơi vào hàng cục vậy, hàng cổ đúng không nhá, cái đứt không có đấy chấp nhận à, nhưng mà giải ngân từ từ thôi nhỉ, giải ngân từ từ thôi à. Đó, nếu ở trường hợp này nhá, trường hợp mà dòng tiền nó vào đấy quý vị nhá, cổ phiếu này đánh theo dòng tiền là nhiều, cái đường giá không còn thua à, cứ tiền vào là múc đấy, cứ tiền vào là múc đấy, tiền vào là múc đấy. Đúng không? Thì bây giờ không cần phải chỉ báo chỉ số cả, cứ đánh theo dòng tiền à. Thì bây giờ thế này, nếu mà xem dòng tiền vào nhé, đây cái dòng tiền nó cũng đang vào đấy, à, dòng tiền đang vào. Thế thì bây giờ vào đây nhưng mà cái trường hợp ở đây là có một cái cây ngang ở đây lên trên này, đây được cân bằng với giá, đúng không? Đây một cái kệ nữa 150, đừng có đùa, con này nó đi kiểu này quái quá đấy quý chị, con này đi kiểu dòng tiền luôn, chúng ta xem đỉnh đáy đồng này này, đấy, thì con này nó đi theo kiểu nhịp như này, giống như kiểu mà mất hàng vừa rồi mà em muốn nói đề cập đấy, con này đi kiểu này là vãi luôn, à, nên chúng ta cũng có thử vận may đối với con này như thế này. Đúng không? Thử vận may. Cắt out ở cái vùng vùng 660 này nhé. Được chưa? Chứ bây giờ mình nhìn chỉ báo chỉ số thì thua thua. Thua thua. Để xem dòng tiền đó. Dòng tiền là vào là cứ mốc đấy. Dòng tiền mà thoát ra cái gì nhá. Là bán. Dòng tiền thoát ra là bán. Chơi được. Nói chung cũng chơi được. Đấy, đi cũng đùa. Loang hoang lại về đỉnh cũ đến đùa. Thế còn nếu mà trường hợp mà chị bắt ngắn này, đây là xét về khung daily, đúng không? Khung daily, khung giờ này nhá. Thì thường kể mà cái đội mà nó mà đánh thì đánh theo quý, đúng không? Trong quá trình cho quý ấy, thì nó phải test cung cầu đúng không? Đó, test cung cầu thì cái nhịp nó test thì có khả năng là nó sẽ dọc một phát xuống thẳng từng vùng này luôn. Nếu mà canh mua ấy, chị kê lệnh luôn đi, chị kê lệnh. Cái thứ nhất là kê lệnh nó khớp, mà chúng ta không mua đuổi sàn upcom. Sàn upcom là nó tính giá trung bình. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ không mua đuổi mà chúng ta mua lệnh limit, lệnh chờ, lệnh lô đây. Đó, thì đây có hai bằng giá này 65 này 67 này, dạ đó, thì hai cái bằng giá này là kê này, thêm một bằng giá nữa là chúng ta xem cái kê volume ở đây, thì là với một bằng giá nữa là gì ạ, vùng 64 này 65.9 này 67.1 này, kê em lại này. À, bởi vì nó chưa lên ngay được đâu ấy chị, nói vậy thôi chứ nó còn vướng đầy này, nó lòng hoàng khu vực này chán để test cung cầu, em có tiền không? Đúng không, ông bán ra nó phải có người mua người bán, tôi sẽ đắp con đâm ra là nó sẽ đi khó chịu, tức là nó giật trong phiên rất là nhanh, cơ lệnh con này đánh lệnh MP toàn ngày, MP trượt giá lỗ luôn, mua phát lỗ luôn, khỏi nghĩ, mua khỏi tay cái lỗ luôn. Đây sẽ góc độ về mức giá nhá, cái view the view đây này, view the view tận 100 đùa. Nếu mà nói cổ phiếu này phụ bán đấy, mua đấy, chiến này. Quá khó phết,
Với chú bộ đội của anh khó ghê. Quái oăm không dám vào luôn. Không chỉ là đất trong sản, vốn hóa lớn nhất trong sản đó. Sao cái khủng cổ phiếu này à? Ba tỷ cổ, ba tỷ cổ đấy. Ba tỷ cổ này đứng sau vốn hóa, đứng sau FT, nhã nhử FT đứng sau tí đó. FT vốn hóa thì cái giá nó cao tí, để về xét vốn hóa thì FPT là 200.000, thằng này là lớn hơn FT, lớn hơn đi, nhưng mà FT lớn hơn vốn hóa, lớn hơn FPT luôn, cùng ngày luôn mà lớn hơn 210, 211, kia FT có 200, như vậy còn lên vùng 100 này là đúng cái đùa đi. Ồ, FPT tận 100 đấy thì thằng ấy nó cũng phải lên tầm 100 kinh đê nhỉ, mà lên rồi nhưng khả năng lên nữa 669. À nhưng mà liên quan đến PE đó nhỉ, cao quá đấy. PE con này là bao nhiêu? 28. Xem đây, con này PE là 57, FPT là bao nhiêu? FPT là 28. Ui thật là đắt hơn, đắt hơn trung bình của ngành, đó là 17 nhé, 17.5. Đắt đấy, kinh đấy. Nhưng được cái là PE cao, nhưng mà chính PE cao nó thể hiện là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Thế còn việc nó tăng cao hay không thì nó liên quan đến dòng tiền kia. Được cái là cái cổ phiếu nó nợ nần nó ít, riêng thì nhóm quân đội khỏi nợ, riêng liên quan đến quân đội em thấy trả nợ gì cả. Trước làm nhà nước liên quan đến phân bổ cho cái ngân sách quốc phòng địa phương nó lên đến khoảng độ một nửa dành cho lực lượng vũ trang luôn. Thế đâm ra là cái việc mà tiền nợ ý. À, cụ thể đấy nhá, cụ thể đối với thằng này nợ bao nhiêu này, nợ ít lợi nhuận đều đi bắt tranh doanh thu tăng trưởng ạ. Này mấy cái đường này cắm đầu cắm cổ ngóc lên đó, đúng không? Được, nói chung là nhìn mấy cái đường tăng trưởng nó lên là cơ đồ, là cơ đồ. Nợ nần đâu, vòng quay nợ nần, tổng nợ ít, tổng nợ trên 4 trừ sở hữu 0.7, quá thấp luôn cái gì, mấy bố nó còn lên tận 50 đấy, thấy chưa? Còn mới bắt theo MA thì là vùng này vùng mua rồi này, đúng không? Mua. Có nhiều khi thì cũng phải liều cả nha, cũng phải kỳ vọng, phải yên tâm. Đây là một cái sàn upcom, có khả năng chuyển sang, nói sự lại còn game chuyển sang nữa chứ, cũng được. Ok quý chị nhá, thế thì em mình cũng xin phép là nghỉ cái live stream ở đây. Thì rất mong là quý chị sẽ ủng hộ anh em được like, subscribe kênh, và nếu có thể thì ủng hộ em Bình những cái đợt bình luận thả tim, rồi có thể là ủng hộ em Bình tài khoản chứng khoán bên VPF với ID là Q339 quý chị nhá. Thì mọi thông tin liên hệ của em Bình thì đều nằm ở trang web bình.com. Rất mong quý chị sẽ ủng hộ, cảm ơn chị rất nhiều. Và quý chị đăng ký xong thì join luôn vào cái zoom VIP ở bên dưới này nhé. Với chị nhập cái ID ở đây này, cái gì cái số tài khoản ở đây là ok vào nhé, đây là danh mục của anh em rồi, có sẵn trên đây rồi, tập đến tuần. Cảm ơn chị rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại với chị ở những buổi livestream tiếp theo. Chúc chị gặp được thành công nhé. Ok.